Đây là em giới thiệu là đây là Bảo, đây là em của Tiến. Dạ. Lan, dạ. Cảm giác, cảm giác ở đây sao? Cảm giác rất là vui, rất là hạnh phúc khi sau 5 năm về gặp lại người thân yêu. Qua cái đợt Covid mà mình vẫn còn gặp nhau, vẫn còn ngồi ăn cơm với nhau, đó là một cái điều hạnh phúc. Tôi nghe nói Bảo đi chợ giỏi lắm hả? Cái món tôm rang này có lý nè. Tôm rang này chị nói hai trăm nhiều thông tin cho Thím. Bảo Thím thích Thím. Chú thì bơm xì ra. Ngang cửa khách sạn Bích Đào đó quý vị, khách sạn Bích Đào nằm ở phía trên đây. Thì quý vị đi xuống dưới này tí xíu thôi thì có một cái quán cơm gia đình nằm ở dưới này. Thật ra là quý vị rất là thoải mái về việc ăn uống. Đó là có cơm niêu nè. Cơm niêu. Đúng rồi, cơm niêu. Thịt kho niêu. Cái này thịt kho tôm. Và có đặt canh chua nữa. Rồi salad trộn nữa nè. Wow, nhìn cái ơ cá này là hấp dẫn nè. Bữa cơm hôm nay là bữa cơm để chia tay. Đạt với Bình về lại Sài Gòn. Rồi 5 năm rồi gặp lại chị Hai nè, gặp lại Bảo nè. Bảo là cháu dâu của anh Viện và là chị dâu của cháu Trinh. Vợ chồng Úc Lan, Su Bôi. Wow, thịt ngò xào hoa thiên lý. Đại gia đình của Tuyền cũng mời toàn thể quý vị ăn bữa cơm gia đình cùng gia đình nhỏ của Tuyền tại Đà Lạt quý vị nhé. Mấy bữa trước thì ở Sóc Trăng, ở Vũng Tàu, ở Sài Gòn, hôm nay ở Đà Lạt. Ăn cơm Đà Lạt xem có khác gì cơm của miền Tây không? Dạ, chúc cả nhà mình ăn ngon. Và quý vị ơi, cái niêu này là nó rất là dễ thương luôn á, nó nhẹ nhẹ thì mang về bên đó vài cái. Cái này cũng dễ thương nè, mà trong đây có cơm cháy nữa, ăn là hết sảy. Mà làm hay cái là mỗi người một cái niêu quý vị, mỗi người một cái niêu cơm này. Và cái này chắc hơn một chén cơm, mà cơm rất là dẻo, quý vị nhìn cái hạt cơm này. Dẻo dễ sợ luôn. Ở dưới đây nó có một cái cơm cháy. Cái này mà cho cái nước khô quẹt rồi hôm vô á, ăn là khỏi chê luôn.
đó. Cảm ơn Phật Tuyền đã đây. Những món ăn ở trên bàn này nè quý vị, thì nãy giờ gia đình của Tuyền là hơn 10 người ăn, mà giá đó có 1.375.000 thôi, và 1.375.000 là chưa tới 1.400.000 nữa, mà ăn cơm no nê luôn quý vị, canh chua rồi thịt bò xào bông thiên lý rồi thịt kho tổ rất là no luôn, 1.375.000. Thì khi mà mình đi lên đây 10 người trở lên đó là mình ăn thoải mái nha. Nằm ở đây cái view rất là đẹp ở phía sau lưng Vinh Việt nè. Đó, mình ngồi đây mình ngắm là cái view ngoài đó cũng đẹp đấy nè. Mà Tuyền thấy đồ ăn rất là ngon, Tuyền chấm quán này ăn ngon đó quý vị. Sau bữa cơm là chia tay với chị hai. Về chưa kịp ăn bò đây. Dạ chưa. Bò đây ngon. Phía bên dưới là hồ Tuyền Lâm, nhìn rất là đẹp. Tại vì không còn thời gian nhiều thành ra không có xuống dưới đó được, chỉ đứng trên cao quay xuống thôi. Sau khi ăn cơm xong thì cháu Liêm chở cả nhà đi một vòng hồ Tuyền Lâm để ngắm. Ở phía dưới thì mình thấy rất là nhiều nhà để cho du khách đến ở tham quan á. Nhưng vì còn vài tiếng nữa mình phải về nên mình không có tham quan ở phía dưới được, chỉ đứng ở trên này. Khung cảnh ở đây rất là đẹp, rất là hữu tình.
công nhận cái hồ Tuyền Lâm này lớn lắm luôn á. Hồi nãy Liêm chở cả nhà đi vòng ở trong xem cái vòng bờ hồ á, rất là đẹp. Ra đến đây thì thấy có tàu, có đập vịt ở đây, mà nước ở hồ thì rất là trong. Hồ Tuyền Lâm tại Đà Lạt thu hút rất là nhiều du khách trẻ đến đây để mà tham quan cũng như là đạp vịt, đi thuyền ở trên hồ Tuyền Lâm. Một quang cảnh rất là đẹp luôn. Cả nhà đi dạo hồ Tuyền Lâm xong thì Liêm đưa Tuyền, anh Viện với cháu Linh đi đến chợ Đà Lạt. Bây giờ Tuyền mời quý vị vào bên trong chợ Đà Lạt đi dạo một vòng nhỏ nhỏ quý vị nhé. Nếu mà đi hết cái chợ này cũng rộng lớn lắm. Đang ngồi chờ hai vợ chồng Út Lan đến. Rồi anh Viện uống cà phê với Liêm. Sau đó rồi Tuyền với bé Linh với Út Lan sẽ đi một vòng vô chợ Đà Lạt. Hôm bữa Tuyền đến đây thì Tuyền đi chợ buổi tối rồi, nhưng mà Tuyền chưa đi chợ ban ngày. Hiện tại thì Tuyền đi chợ ban ngày một vòng để Tuyền mua một tí xíu quà lưu niệm, Tuyền mang về bên Hà Lan tặng cho người thân, người quen. Chợ Đà Lạt buổi trưa thì hơi vắng. Cái củ cà rốt nhỏ nhỏ không à? Một xíu rồi đi. À đậu kìa. Nhiều các loại đậu. Đây là gian hàng gian hàng bánh mứt. Ta đi kìa. À lên đây. Chợ bán quần áo. Khi Tuyền đi một vòng ở chợ quần áo trong chợ Đà Lạt đó quý vị, thì Tuyền rất vui là Tuyền gặp được chú bán đồ đây. Thì chú nhận ra Tuyền, chú nói là chú có xem kênh YouTube của Tuyền, thành ra là điều đó rất là vui. Thì cháu chúc chú có nhiều sức khỏe và mua bán thật là đắt hàng. Chú cảm ơn. Dạ. Chúc cháu làm cái nốt có nhiều thành công và gia đình có một cái cuộc sống hạnh phúc ở Hà Lan. Dạ, cháu cảm ơn chú. Nhớ về luôn. Dạ, lúc nào cháu cũng nhớ về. Dạ, cháu xin phép chào Tuyền. Thấy người dân Hà Lạt, người dân Đà Lạt rất là hiền lành quý vị, rất là hiền lành, vui tính, dễ thương. Linh đang lựa gì? À đẹp quá Linh. Khi đi chợ Đà Lạt xong thì cháu Linh nói là đưa mẹ đến đây ăn bánh căng. Thì Linh với cháu Hoài Nam ăn bánh căng ở đây quen rồi, thành ra là đến đây mình ăn thử. Bánh căng nhà chung. Ở đây họ có để nè quý vị, nước mắm xíu mại 10.000 một chén, mắm nêm xíu mại, nếu mà mình kêu thêm nhé, kêu thêm mắm nêm xíu mại thêm một chén 10.000. Còn bánh căn trứng cút á, 45.000 một phần. Trứng cút thịt bò là 60.000 một phần. Nước giải khát. Ngày hôm nay là chỉ còn có vài chục phút nữa thôi là xe trung chuyển sẽ đến đón gia đình nhỏ của Tuyền về lại Sài Gòn, rồi sau đó Tuyền về lại Sóc Trăng tạm chia tay thành phố Đà Lạt. Hẹn là một ngày rất là gần, trở về lại quê hương, thăm quê hương, tạm chia tay khách sạn Bích Đào.
cứ đi vòng vòng xem mà Trinh chứ không có mua được gì. Rảnh chị Trinh sẽ đọc. Những cái ấn tượng của gia đình hoặc độ khách hàng mà lưu giữ điều này cháu rất là cảm thấy chân quý. Rồi vậy thì chị Trinh dẫn này để giúp mua bánh trung thu cho các em ở vùng sâu vùng xa nha. Vì mẹ Linh đó cũng hay gửi thêm gửi chị Trinh cái điều đó lắm nha. Rồi ôm chị Trinh một cái cho chị Trinh. Chúc cho chị mãi tươi trẻ đẹp mãi nha. Em Linh ngoan lắm, em Linh đi làm ở trên Pháp á. Đúng rồi, cái này Linh tự do là vì Linh sẽ chọn cho Linh món quà và thay vì chị Trinh chọn cho Linh ở bên đó, nhưng mà hy vọng tụi cháu sẽ qua bên Hòa Lan âm thầm và đi âm thầm thôi. Chú Thím đã ước mơ từ năm 2018 đi qua bên Paris. Chú Thím đã ước mơ gia đình của Trinh Liêm là một ngày gần đây sẽ ca Hà Lan. Chú Thím rất là welcome. Rồi hai anh, em còn nợ hai anh này. Anh còn nợ em. Anh còn nợ em. Đến xuống Sài Gòn gặp nhau trả nghe. Nhà tụi em mời để em lên Đà Lạt thì phải để cho tụi em chứ. Liêm, gia đình Vũ Lan rất là cảm ơn Trinh Liêm đã chu đáo rồi giúp đỡ và chia sẻ cho chúng nhiều cái hạnh phúc và những cái bữa ăn ngon rồi ngủ êm. Cháu rất là cảm ơn cái tình cảm nhiều lúc mà chú Thúy vẫn luôn rộng lượng nghĩ tốt để cho tụi cháu. Qua đó thì không gì chân quý bằng có hai cái giờ này cháu nghĩ cũng một lần nhớ cũng là để học hỏi. Vậy chú Tuấn và em rồi. Quý vị ơi, cuộc vui nào rồi cũng tàn. Thì những ngày ấy tại khách sạn Bích Đào Tuyền rất là vui, rất là hạnh phúc khi được vợ chồng cháu Trinh cũng như là tất cả nhân viên ở đây phục vụ một cách rất là nhiệt tình, chu đáo. Thì qua video này chú Thím cũng cảm ơn Trinh Liêm thật là nhiều, cũng như là cảm ơn toàn thể nhân viên ở đây đã dành tình cảm đặc biệt cho đại gia đình của chú Thím. Hiện tại thì hành lý đã sắp xong rồi quý vị, chỉ chờ xe trung chuyển đến đón thôi, hình như là 5:30. Còn vợ chồng của Úc Lan á, Vũ Lan thì đến 8 giờ đi chuyến xe Phương Trang từ ở Đà Lạt về Cần Thơ. Tại vì Tuyền còn phải về Sài Gòn á, thành ra là Tuyền đi chuyến xe trước 5 giờ. Rồi bye bye cả nhà, mình hẹn gặp lại một ngày gần nhất và tạm chia tay Bích Đào. Hẹn một dịp gần nhất trở lại. Rồi chị chào Vũ Lan nha. Và chào Trinh Liêm. Bye bye. Bye. Tạm chia tay Đà Lạt. Có dịp gặp lại. Chia tay Bích Đào và hẹn năm tới 2024. Wow, buổi chiều vui quá hả? Mình ở trong đó thì thích la gì đó la bên
lavender. 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 Cùng cái này. Lavender. Rồi à, xe 6 giờ khởi hành quý vị, à, gia đình của Tuyền cũng như là hai cháu Đạt và Bình về ngã tư Hàng Xanh. Hiện tại là cả nhà đang có mặt ở bến xe Thành Bưởi. Bây giờ trưởng đoàn dẫn đi đâu? Đúng 6 giờ xe khởi hành. Tôi nghĩ là đến sáng mới tới Sài Gòn. Cầu xin lên trên nhìn giữ chúng con đi đường bình an. Amen. 6 giờ chiều tại thành phố Đà Lạt. Hai ông Tám nằm kế nhau. Ông này ông Chín à? Ông Chín. Ông Chín. Chín ơi. Ông Chín là ông Chín Diện. Ông Chín Diện. Ông Chín Diện còn đây ông Phản Diện. Chúc cả nhà mình thường lộ bình an.